Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một trận đấu góp nhận 2.000 token có cái hiệu là cum chạy trên nền tảng Polygon Matic nha bạn. Thì bạn nào chưa tích hợp mạng Polygon Matic thì xem lại cái video dưới phần link mô tả, mình có hướng dẫn các bạn tích hợp mạng Polygon Matic nha bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài khoản muốn start chat chatbot nè bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. T U U M mở cho bot nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên có get 2.000 token cum khoảng 20 đô các bạn, bấm zone airdrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn zone group nè. Thank you for fun. Bạn gọi các bạn bấm vào Solar Media các bạn. Đây thì website của nó, mình vào check website nó thử luôn các bạn. Nó có tờ Twitter, Medium, Roadmap này nọ đâu nữa, Facebook, Instagram này nọ rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn join sao kênh seller nữa nè. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi các bạn bắt up lại. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter fanpage nữa nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Rồi bạn bắt up lại. Tiếp tục các bạn follow fanpage nữa nè. Rồi mình đã theo dõi các bạn. Rồi các bạn tờ Twitter luôn đi các bạn. Bạn like nè, bạn tweet lên nè. Nó không yêu cầu mà mình tweet luôn đi các bạn. Tiếp tục con follow fanpage minimum nữa. Rồi các bạn nhấp vào fan các bạn. Rồi trên tờ Twitter thì bạn theo dõi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt up lại bot nè. Rồi bạn bấm nhấn nút submit tên các bạn. Rồi bạn bấm done. Rồi tiếp tục của mình gửi lên đường link profile tờ Twitter của tất cả các bạn, thì bạn mở tờ Twitter các bạn ra nè. Bạn nhấp vào bao anh cùng nó cho một hồ sơ nhấp vào bao anh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép vào khay như tạm nè, bấm bắt đáp lại. Rồi các bạn dán đường link profile tờ Twitter mình vào nè. Tiếp tục các bạn submit profile minimum, thì bạn nhấp vào minimum sang minimum mình nè, nhấp vào ảnh avatar nè. Rồi các bạn nhấp vào một đường đen, nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Bạn sao chép đường link minimum mình nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Hiện tại trang medium đã mở. Rồi tiếp tục các bạn gỡ địa chỉ submit mạng Matic Network. Thì các bạn thích hợp mạng Matic Network vào các bạn. Hiện tại trang medium đã cho mình Việt Nam mình truyền tải tài liệu các bạn, khá là một tin rất là vui các bạn. Rồi bạn chọn Matic nè. Rồi bạn địa chỉ nhà người nhận nè. Rồi bạn sao chép địa chỉ các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ với Binbi, Smart Chain hoặc là ETH trên ví chút wallet hoặc là MetaMask các bạn. Rồi các bạn dán vào các bạn. Con này submit chạy trên nền tảng MRC20 Matic. Rồi bạn bấm join vào kênh Airdrop new nữa nè. Rồi bấm don đây ngồi gấp mới các bạn. Rồi nó có Twitter, retweet bot không bấm set. Tiếp tục bạn gì lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Sau này tôi cần nó sẽ phong phối mình sẽ làm một cái video thông tin cho tất cả các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.